Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 7. Thì trong video trước, chúng ta đã hoàn thành xong các lý thuyết và bài tập của chương 4 bộ sách Toán 7 cánh diều tập 1. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài tập của chương 4. Các em quan sát bài số 1. Câu A: cho một ví dụ về hai góc kề bù, hai góc kề nhau, hai góc kề bù và hai góc đối định. Như vậy thì với cái hình học này thì các em cần vẽ hình ra thì khi đó các em mới nhìn thấy rõ ràng được. Đầu tiên thầy sẽ cho ví dụ về hai góc kề nhau. Thầy cho hình vẽ. Các em cứ vẽ cho thầy ba tia như thế này. Và đây ta có được x này, là chẳng hạn như OX này, OY này, OZ. Như vậy thì mình sẽ có được cái góc này này các em. Đấy, góc 1 này này và góc 2. Thầy đánh như thế cho các em dễ nhìn. Nó không bằng nhau nên thầy ký hiệu khác nhau nha các em. Đấy. Vậy thì rõ ràng cái góc 1, O1 và O2 là hai góc kề nhau. Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung. Các em nhìn thấy không? Đấy, trong cái hình vẽ này này có cạnh chung là OZ. OZ cũng là cạnh của góc XOZ, tức là góc O1. Và OZ cũng là cạnh của góc O2, tức là góc gì? ZO, ZOY. Như vậy thì ở đây thầy ghi đó là ví dụ về hai góc kề nhau là x, o, z và z, o, y. X, o, z này và z, o, y. Được ha? Tiếp tục hai góc kề bù. Như vậy hai góc kề bù thì đầu tiên các em vẽ cho thầy một cái đường thẳng, hoặc là các em có thể là vẽ hai tia đối nhau, đó là tia o, x. OX và tia OA là hai tia đối nhau. Rồi các em vẽ bất kỳ một cái tia OZ nào đó. Chỗ này thầy cho OT đi ha, để cho nó khác với câu A bên trên. Thầy cho OT. Như vậy thì mình có được cái góc XOT và TOA, hai góc này kề nhau và cộng lại bằng 180 độ, nên ta nói được hai góc này là hai góc kề bù ha. Ví dụ về hai góc kề bù. Nó kề bù thì nó vừa kề nhau và vừa bù nhau các em. Bù nhau tức là tổng số đo của nó bằng 180 độ. Đấy. Ví dụ hai góc kề bù thì sẽ là góc XOT và góc TOA. Đấy. Ở chỗ này các em nhớ nha, hai cái góc này đó là góc XOT và cộng cho góc TOA là bằng 180 độ, nên là nó mới kề bù ha. Còn ở trên này thì nó chỉ là kề nhau thôi, hai góc này cộng lại không bằng 180 độ. Ok ha. Rồi thứ ba đó là hai góc đối định. Như vậy thì các em vẽ hai đường thẳng cách nhau sẽ tạo thành hai góc đối định. Mình vẽ sao được hết các em? Đấy. À, chỗ này thầy cho x này, chỗ này thầy cho x phẩy này, o này, chỗ này là thầy cho y này và chỗ này thầy cho y phẩy. Như vậy hai góc đối định tức là hai góc như thế nào? Trung đỉnh này, đúng không? Và cạnh của góc này là tia đối một cạnh góc kia. Như vậy thì hai góc đối định là hai cái góc mà thầy ký hiệu, mà hai góc bằng nhau đó. Một này và hai đó các em, được không? Ok ha. Như vậy thì ví dụ về hai góc đối định là XOA và XOA này và gì? X phẩy O Y phẩy. Đấy. Rồi ok, như vậy thì chúng ta xong câu A ha. Đấy, thì với câu A này thì cứ hình học các em có hình vẽ ra thì các em sẽ hiểu bài hơn.
Được ha? Phải xóa câu A nha, để làm câu B nha các em. Rồi, câu B. Rồi, thế nào là tia phân giác của một góc? Cái này thì nội dung lý thuyết thôi. Như vậy thì các em nhớ lại cái tia phân giác của một góc và mình trả lời. Mình ghi. Tia phân giác của một góc là tia nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau. Rồi, được ha. Câu C. Cho ví dụ về hai góc đồng vị, hai góc xoay lại trong. Thế bây giờ mình có một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Ở đây người ta nói này, cho hai góc đồng vị và hai góc xoay lẻ trong, chứ người ta không có nói là hai góc đồng vị bằng nhau hay là hai góc xoay lẻ trong bằng nhau, nên khi chúng ta vẽ không cần phải song song. Còn khi nào mà người ta nói là cho hai góc đồng vị bằng nhau, cho hai góc xoay lẻ trong bằng nhau thì khi đó chúng ta mới có song song, tức là các đường thẳng A sẽ song song khi đó ta vẽ song song với đường thẳng B. Còn ở đây người ta chỉ nói là góc đồng vị và xoay lẻ trong là đã thầy không cần vẽ song song. Các em lưu ý nha, nên nhiều em là cứ nghĩ là đồng vị là nó buộc phải bằng nhau, không đúng. Đó là một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị mới bằng nhau, hai góc xoay lẻ trong mới bằng nhau. Còn nếu như không cắt hai đường thẳng song song thì nó không chắc bằng nhau. Em lưu ý ha. Vậy thì ta có được chỗ này, thầy cho đây là A, thầy cho đây là B. Thế ví dụ về hai góc gì? Hai góc đồng vị trước. Hai góc đồng vị là góc này. Đấy, và góc này. À, thầy cho đây là A1 và B. B1. Thầy ký hiệu khác nhau, em lưu ý ha. Rồi, như vậy thì ví dụ về hai góc đồng vị là A1 và B1. Rồi, tương tự ví dụ về hai góc xoay lẻ trong chỗ này thầy cho là A2. Như vậy thì B1 và A2 là hai góc xoay lẻ trong. Ví dụ về hai góc xoay lẻ trong thì sẽ là B1 và A2. Đấy. Còn bạn nào mà chúng ta quên về cái khái niệm mà đồng vị và xoay lẻ trong á, thì các em có thể làm gì? Các em có thể mở lại cái bài mà đồng vị và xoay lẻ trong, thì trong bài đó thầy đã hướng dẫn rất là cụ thể rồi các em. Được ha. Tiếp tục câu D. Câu D. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Đây, cái mà hồi nãy thầy nói, một đường thẳng mà nó cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị có bằng nhau không? Hai góc xoay lẻ trong có bằng nhau không? Thì như hồi nãy thầy nói, nếu như mà một đường thẳng mà cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị chắc chắn sẽ bằng nhau và hai góc xoay lẻ trong sẽ bằng nhau, chắc chắn sẽ bằng nhau các em. Đó là tính chất của hai đường thẳng song song. Rồi, câu D. Anh ta trả lời. Như vậy thì nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Các em lưu ý cho thầy chỗ này nha. Nó cắt hai đường thẳng thì hai đường thẳng này phải là hai đường thẳng song song.
Đấy. Thì hai góc đồng vị bằng nhau. Hai góc solet trong bằng nhau. Đấy. Nếu như mà chúng ta có được một đường thẳng mà cắt hai đường thẳng song song thì chắc chắn hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc solet trong bằng nhau. Còn nếu như người ta nói là cắt hai đường thẳng thôi á, không có từ song song này thì chưa chắc nó bằng nhau nha các em lưu ý ha. Rồi, đó là nội dung câu D. Câu E, phát biểu tiên đề Euclid về đường thẳng song song. Là thầy xóa câu B, C, D ha, để thầy ghi câu A. Câu A này thì nội dung lý thuyết thôi. Vậy thì tiên đề Euclid về đường thẳng song song. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. Ok ha. Rồi, như vậy thì chúng ta xong bài số 1. Thì trong bài số 1 này thì mình có được cái câu B là câu lý thuyết này, câu D là câu lý thuyết và câu A là câu lý thuyết. Rồi, chúng ta tiếp tục đến với bài số 2. Theo quan sát bài số 2. Hai góc có tổng số đo bằng 180 độ. Tổng số đo bằng 180 độ có phải là hai góc kề bù không? Rồi. Ở đây thì thầy vẽ trước cái hình cho nó nhanh. Đầu tiên thầy có được góc X. Ô, ở đây là thầy cho Z ha. Và đây là thầy cho Y. Nhưng mà thì góc này của thầy có số đo là bằng, thầy ghi màu cam để các em dễ nhìn. Góc này của thầy có số đo bằng 30 độ. Rồi, cái góc này nè. Đấy, cái góc này gọi là góc XOY nha các em để ý ha. Góc XOY có số đo bằng 150 độ. Đấy. Ở trong hình vẽ này, là trên hình vẽ là thầy có được cái góc XOZ nó sẽ bằng 30 độ và thầy có góc XOY bằng 150 độ. Đấy. XOY bằng 150 độ. Như vậy thì hai góc này cộng lại bằng 180 độ, đúng không? Đấy. Ta có góc XOY XOZ cộng cho XOY bằng 180 độ. Như vậy thì bây giờ các em xem thử hai góc này có phải là hai góc kề bù không? À không, đúng không? Tại vì khi nào mà cái tia OX và tia OY là hai tia đối nhau, tức là nó tạo thành một đường thẳng kia và nó có được cái tia OZ nằm giữa, tức là mình sẽ có được hai góc mà kề nhau và bù nhau, thỏa mãn được hai yếu tố các em. Yếu tố thứ nhất đó là kề nhau, yếu tố thứ hai đó là gì? Bù nhau. Đấy. Nên thì khi đó nó mới là hai góc kề bù. Ở đây nó chỉ có thỏa mãn một yếu tố là bù nhau thôi, tức là hai góc cộng lại bằng 180 độ. Mà rõ ràng hai góc này cộng lại bằng 180 độ thì chưa chắc, đúng không? Và đây là rõ ràng là không phải là hai góc bù nhau. Đấy. Vì nó như thế nào? Vì nó không kề nhau. X, O, Y này. X, O, Y X, O, Z. Thì rõ ràng hai góc này không phải là hai góc kề, đúng không? Hai góc kề thì nó phải có một cạnh chung. Đấy.
và hai cái cạnh còn lại là hai tia đối, hai tia đối nhau, thì khi đó nó mới ra được đó là hai góc kề buộc. Như vậy thì rõ ràng ở trên hình vẽ này thì ta có được đó là góc, ta ghi đi ha, là góc XOA. Ta có cái bài giải của mình, các em ghi bên dưới ha. Ta có góc XOA và góc XOZ có tổng số đo bằng 180 độ, nhưng không phải là hai góc kề bù vì chúng không kề nhau. Đấy, ta nói lại thì cái phần giải của mình á, đây, cái câu A thì các em chỉ cần ghi cho thầy cái này thôi. Còn cái nội dung bên trên này là cái nội dung mà thầy hướng dẫn cho các em thấy. Đây là hình vẽ minh họa để chứng tỏ rằng có một góc bằng 30 độ, có một góc bằng 150 độ, nhưng khi cộng lại thì nó bằng 180 độ và không phải là góc kề bục. Đấy. Tức là nó phải thỏa mãn được hai ý, đó là hai góc đó phải là hai góc kề nhau và hai góc đó bù nhau thì nó mới có tổng số đo, thì nó mới là hai góc kề bục. Ok ha. Rồi, tiếp tục cô B. Hai góc bằng nhau có trung định có phải là hai góc đối nhau không? Rồi, ở đây thầy cho hình vẽ minh họa tương tự. Nói chung là hình học thì nó phải có hình các em mới dễ hiểu được. Còn không có hình thì nói vậy nó khó lắm các em. Rồi, ở đây thầy có được đó là x này, x phẩy này, o này, đây là y và đây là y phẩy. Thế thì bây giờ rõ ràng hai góc này là hai góc gì? Trung định O, đúng không? X O Y này và gì? X phẩy O Y phẩy, trung định O và chúng cũng bằng nhau, đúng không? Đấy, hai góc bằng nhau và có trung định. Có phải là hai góc đối định không? À không. Đúng không? Hai góc này không phải là hai góc đối định. Tại vì mỗi cạnh của góc này phải là tia đối một cạnh góc kia. Nếu như mà OI phải này là mặt tia đối của tia OI á, thì khi đó nó mới đối định. Các em nhớ không? Đối định là gì? Đấy, mình phải vẽ thành cái đường chéo x này nè. Đấy, thì khi đó hai cái góc này mới là đối định. Và tương tự như vậy, hai góc bên trên này mới là đối định. Đấy, được ha? Còn cái phần mà hai góc đối định là gì thì chúng ta đã làm ở trong bài 1 rồi, đúng chưa? Rồi, như vậy thầy trả lời giải. Dạ. Hình vẽ minh họa các em có thể vẽ vào. Rồi, chúng ta có góc XOA. Ta có XOA và góc X'OI' cùng trung định và bằng nhau, nhưng chúng không phải là hai góc đối định. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài số 2. Thế thì chúng ta thấy được là gì? Hai góc mà có tổng số đo vào 180 độ thì chưa chắc nó là hai góc kề bù. Và trong trường hợp này, cụ thể nó không phải là hai góc kề bù. Tương tự như vậy, hai góc mà bằng nhau đối định cũng chưa chắc là hai góc đối định. Và trong trường hợp này,
cụ thể nó không phải là hai góc đối định. Ok ha, tiếp tục chúng ta đến với bài số 3. Các em quan sát bài số 3. Tìm cặp đường thẳng song song trong mỗi hình 53 A, B, C, D và giải thích vì sao. Rồi, ở đây thì thầy sẽ thực hiện câu A trước. Và trước khi thực hiện câu A thì thầy nhắc lại đó là gì? Nếu một đường thẳng mà cắt hai đường thẳng tạo thành một cặp góc soletron bằng nhau này, cặp góc đồng vị bằng nhau trong cùng phía bù nhau. Đấy, thì hai đường thẳng đó sẽ song song với nhau. Thế cụ thể ở đây các em nhìn thấy ở hình A này, ta có được cái góc A và góc B này cùng bằng 124 độ. Mà góc A với góc B là ở vị trí gì các em? Soletron, đúng không? Như vậy suy ra được T sẽ song song với lại Z, đúng chưa? Rồi, ta có góc A bằng với góc B và cùng bằng 124 độ. Mà hai góc này ở vị trí soletron. Đấy, hai góc ở vị trí soletron mà bằng nhau thì chúng ta kết luận vậy T song song với lại Z. Đấy, đơn giản vậy thôi. Rồi câu B. Câu B ở đây thì chúng ta có thể là gì? Là mình nêu lên là hai góc này. Các em quan sát này, góc này bằng bao nhiêu độ? 90, đúng không? Vuông góc, góc này bao nhiêu độ? 90. Mà hai góc này ở vị trí gì? Đồng vị, đúng không? Đấy, nên M sẽ song song với lại N. Đấy. Đó, ta có D bằng góc C bằng 90 độ, đúng không? Đấy. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị. Vậy M sẽ song song với lại N. Đấy. Hai góc này ở vị trí đồng vị mà chúng cùng bằng nhau thì hai đường thẳng đó sẽ song song với nhau. Ở đây chúng ta có thể có cái cách thứ hai, chúng ta có thể ghi cái cách thứ hai luôn nha các em. Để sau này các em thường thì chúng ta sẽ áp dụng cái cách thứ hai là nhiều hơn, giáo viên sẽ áp dụng cách thứ hai là nhiều hơn. Tức là chúng ta có được gì? Là ta có M song song với N luôn. Đấy. M song song với N ta đưa ra cái nội dung kết luận luôn. Lý do vì nó cùng vuông góc với lại DC, tức là N, đường thẳng N này vuông góc với lại DC tại D. Đường thẳng M cũng vuông góc với DC tại C, nên chúng ta có M song song với N. Lý do vì hai đường thẳng này cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba, đó là đường thẳng DC. Đấy. Chúng ta lý giải đơn giản đó là vì cũng vuông góc với DC. Đấy. Thì cái cách 2 này là cái cách mà giáo viên hay sử dụng nhiều hơn các em, và nó cũng là ngắn gọn hơn. Tại vì thường là vuông góc với nhau á, người ta không có cho bằng nhau ở vị trí đồng vị hay là soletron, mà người ta nói là cùng vuông góc với lại một đường thẳng nào đó là ok. Thế thì cái cách này thầy cho đó là cách mấy? Cách này thầy cho đó là cách 1 ha. Tức là chúng ta vẫn thường sử dụng đồng vị. Đấy. Rồi, tiếp tục. Hình C. Chúng ta có được cái góc A là 110, góc G là 70 độ, mà cộng lại với nhau là bằng bao nhiêu? 180 độ, đúng không? Khi chúng ta cộng lại là bằng 180 độ. Mà hai góc này ở vị trí gì? Trong cùng phía. Hai góc ở vị trí trong cùng phía mà bù nhau thì hai đường thẳng đó cũng sẽ song song với nhau. Đấy. Rồi, câu C. Chúng ta sử dụng là hai góc bù nhau luôn. Ta có góc E cộng với góc G. Trong cùng phía thì phải thực hiện phép cộng nha. Góc E này cộng cho góc G bằng 110 độ này, cộng cho 70 độ và bằng 180 độ. Mà hai góc
ở vị trí trong cùng phía. Đấy. Hai góc ở vị trí trong cùng phía mà cộng lại bằng 180 độ, gọi là bù nhau đấy các, thì chúng cũng sẽ song song với nhau. Vậy x song song với y. Đấy. Rồi như vậy câu A ta có này, hai góc ở vị trí sau lẽ trong thì sẽ như thế nào với nhau? Bằng nhau này thì suy ra song song. Hai góc ở vị trí đồng vị bằng nhau, suy ra song song. Đúng không? Và hai góc ở vị trí trong cùng phía bù nhau, tức là cộng lại bằng 180 độ, thì chúng cũng sẽ song song. Ok ha. Rồi, như vậy chúng ta xong ba câu à, hình A, hình B và hình C. Thầy xóa để thầy làm hình D ha. Rồi, hình D. Ở đây thì chúng ta sử dụng cái góc này bằng 56 độ thì mình có thể sử dụng là gì? Đối định. Đúng không? Lại hai góc này bằng nhau. Đối định. Và từ đó ta có được gì? Chỗ này cũng là 56 độ. Sau đó mình lại áp dụng gì? Hai góc ở vị trí như thế nào? Trong cùng phía nữa, đúng không? Cộng lại bằng 180 độ thì U sẽ song song với V. Ngay chỗ này thầy đặt cái điểm A ha, cho thầy dễ nói. Và các bạn cũng vẽ hình lại và các bạn đặt điểm A y chang. Ta có cái góc A1 sẽ bằng góc A2. Rồi, thầy cho chỗ này sẽ là A1 này. Đấy, và thầy cho chỗ này sẽ là A2. Góc A1 sẽ bằng góc A2 và bằng 56 độ, mở ngoặc ra, đó là hai góc đối định. Rồi, mà góc A2 cộng cho, ở chỗ này thầy cho đây là B ha. Rồi, cộng cho góc B bằng A2 là 56 độ, góc B là 124 độ và bằng 180 độ. Hai góc ở vị trí trong cùng phía. Đấy. Vậy thì góc chỗ A2 chỗ này nè, tức là cái góc này sẽ bằng 56 độ. Đấy. Mà hai góc này ở vị trí trong cùng phía mà cộng lại mà bằng 180 độ thì tương tự như ở hình C rồi, đúng không? Thì mình có được U sẽ song song với V. Chúng ta kết luận vậy. U song song với V. Đấy, đơn giản như vậy thôi chứ không có gì các em. Các em làm mãi em quen à. Ở so le trong là bằng nhau này, đồng vị lại bằng nhau này, trong cùng phía bù nhau. Đấy, các em nhớ bù nhau là 180 độ. Ok ha. Rồi, chúng ta xong bài số 3. Tiếp tục mình đến với bài số 4. Các em quan sát bài số 4. Quan sát hình 54, trong đó CX song song với AB. Chúng ta có được đường thẳng CX song song với AB. Đường thẳng BC cắt đường thẳng DE tại F. BC kéo dài xuống cắt DE tại F. Câu A, tính số đo góc BCX. BCX tức là số đo góc này. Đấy, BCX tức là số đo góc này. Rồi, mà bây giờ chúng ta có được cái gì? Có phải mình có được CX nó song song với AB? Đề bài cho, đúng không? Thế thì cái góc B này sẽ bằng cái góc dấu hỏi chấm chứ gì nữa. Hai góc này ở vị trí gì? Sau lẽ trong, đúng không? Mà hai góc ở vị trí sau lẽ trong thì sẽ bằng nhau. Đấy, đơn giản vậy thôi. Rồi, thầy thực hiện câu A. Đầu tiên ta có vì đi ha. Vì CX song song với lại AB, đây là đề bài cho nhé. Nên góc B sẽ bằng với lại góc BCX. Góc B này sẽ bằng với lại góc BCX và cùng bằng
45 độ mình lý giải đó là hai góc so le trong. Hai đường thẳng song song với nhau thì hai góc so le trong chắc chắn sẽ bằng nhau em. Được ha. Rồi, như vậy là xong câu A thôi. Hai góc so le trong thì bằng nhau. Câu B, chứng minh rằng CX song song với DE. Bây giờ nè, các em nhìn thấy nè, AB có song song với lại DE không? Có, đúng không? Vì nó cùng vuông góc với lại gì? AE. Mình chứng minh như cái cách hai hồi nãy các em. Này, AB vuông góc với AE, DE cũng vuông góc với AE, nên AB sẽ song song với DE. Rồi, ta có AB nó sẽ song song với DE. Lý do là cùng vuông góc với AE. Đây, AB song song với DE. Lý do vì nó cùng vuông góc với lại AE. Được ha. Rồi, mà AB lại song song với lại CX ở đâu? Đề bài cho, đúng không? AB song song với CX. Đây, AB song song với CX, AB song song với DE. Như vậy thì từ đây rõ ràng ta có được cái gì các em? DE cũng sẽ song song với lại CX. Lý do vì hai cái này cùng song song với AB, đúng không? Vậy CX song song với AB, lý do vì cùng song song với AB. Thành ra mình đã lý giải ở bên trên này rồi các em, nhưng mà thầy ghi lại để các em dễ nắm thôi. Đấy, mình có được DA này song song với AB, CX cũng song song với AB, nên DA sẽ song song với lại CX. Nó cứ theo tính chất bắc cầu, giống như kiểu là mình có được A mà bằng B, rồi gì C mà bằng B, thì A nó sẽ bằng C vậy. Tức là vì nó cùng bằng B, đơn giản vậy thôi. Ok ha. Rồi, như vậy thì chúng ta xong câu B. Tiếp tục mình đến với câu C. Này, xóa bớt cái nội dung mà thầy chú thích để các em nhìn câu C cho dễ. Tính số đo của góc BCD, BCD tức là số đo của góc này, góc lớn này. Đấy. Mình có được góc này bằng 45 độ rồi này. Như vậy bây giờ mình cần tìm cái góc ngay chỗ này thôi. Mà bây giờ mình có được CX song song với lại DA chưa? Rồi, đúng không? Thế thì cái góc dấu hỏi chấm và góc D là hai góc ở vị trí gì? So le trong. Mà hai góc so le trong thì sẽ bằng nhau, đúng không? Góc này bằng 60 độ thì góc này cũng bằng 60 độ. Từ đó mình tính được B, C, D cộng hai cái này lại với nhau. Ok. Đó, thầy cũng thực hiện ha. Câu C. Vì CX chỗ này là nó sẽ song song với lại DE các em nha. Thầy ghi nhầm chỗ này. Đấy. Vì CX song song với lại DE. Hồi nãy là thầy ghi thì tô màu cái DE đây mà thầy lại ghi AB. Vì DX song song với lại CX song song với lại DE. Đấy. Nên cái góc D sẽ bằng với lại góc XCD, đúng không? Nên góc D sẽ bằng với góc XCD và bằng 60 độ. Hai góc so le trong. Rồi. Vậy thì bây giờ cái BCD của mình sẽ bằng gì? BCX là 45 độ cộng cho XCD là 60 độ là ra rồi, đúng chưa? Vậy góc BCD nó sẽ bằng BCX. Đây, BCX của mình đây
45 độ. Rồi, cộng với lại XCD. XCD của mình đây 60 độ, đúng không? Thay số vào 45 cộng cho 60 và kết quả sẽ bằng 105 độ. Đấy. Vậy thì cái góc BCD sẽ bằng 105 độ. Rồi, ok ha. Như vậy thì chúng ta xong bài số 4. Thì bài số 4 này đầu tiên chúng ta sử dụng sole trong để chúng ta tính ra được số đo 45 độ chỗ này. Tiếp tục chúng ta chứng minh song song bằng cách đó là AB song song với CX, AB cũng song song với DE nên CX sẽ song song với DE. Đấy, ngay chỗ này thầy đã sửa lại rồi ha. Rồi, tính số đo góc BCD thì CX song song với DE mà góc này và góc này sẽ là hai góc sole trong, chúng bằng nhau. BCD lấy 45 độ cộng 60 độ là sao? Ok, như vậy chúng ta xong bài số 4. Tiếp tục mình đến với bài số 5. Các em quan sát bài số 5. Quan sát hình 55, trong đó MQ song song với lại XT. Mình có đường thẳng MQ đây, các em nhìn cho rõ ha. Và chúng ta có XT, hai đường thẳng nằm ngang. Đấy. Câu A, kể tên các cặp đồng vị bằng nhau. Như vậy đầu tiên nè, trước tiên thì chúng ta có một đường thẳng mà cắt hai đường thẳng song song. Thì các em nhớ cho thầy xem thì chúng ta có bao nhiêu cặp đồng vị bằng nhau, nhớ không? Thầy đánh vị trí này A 1 2 3 4. Tương tự ở đây B 1 2 3 4. Như vậy thì chúng ta có bao nhiêu nhá? A1 bằng B1, A2 bằng B2, A3 bằng B3, A4 bằng B4. Như vậy thì một đường thẳng mà cắt hai đường thẳng song song sẽ có bao nhiêu? 4 cặp đồng vị bằng nhau. Đúng chưa? Rồi, tương tự như vậy, bây giờ mình có được gì? MQ song song với XT. Mà chúng ta có được đường thẳng PA. Như vậy một đường thẳng này, cắt hai đường thẳng song song thì có 4 cặp này. Tiếp tục, NZ cũng cắt hai đường thẳng song song thì chúng ta có 4 cặp nữa là 8 cặp. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta có 8 cặp. Đấy. Các em kể làm sao đủ ra 8 cặp là được. Rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành ha. Câu A. Câu A. Các cặp góc đồng vị bằng nhau là. Bây giờ chúng ta kể cái đường thẳng, hai đường thẳng song song thì các em biết rồi ha. Bây giờ thầy tô cái màu đường thẳng này để các em kể trước. Như vậy thì mình có được cái gì? Thầy cho màu đỏ đi ha, cho các em dễ nhìn. Hơi chói một tí xíu nhưng các em nhìn dễ hơn. Chúng ta có được cái góc này nè các em, thì nó sẽ đồng vị với góc này. Đấy, mình nhìn thấy không? Rồi, như vậy thì chúng ta kể cái cặp góc đó trước. Đó là gì? P, B, Q. F này, B này, Q. Đấy, và C, D, E. Mình cứ kể tới đây, mình kể cái chỗ này cho nó dễ nhìn. C, D, E. Hoặc là B, D, T đều được nha. Thầy kể cái trên này luôn đi ha. Từ trên này kéo xuống luôn cho các em dễ nhìn cái đường thẳng luôn. Đó là B này. Kéo xuống đây là D này. Kéo xuống đây là T. Rồi, có được P, D, T. Rồi, cặp thứ hai. Cặp thứ hai là cặp nào? Cặp này này. Đấy. Và cặp này. Và cái này. Như vậy thì mình sẽ có được cái gì? M, B, F. Và X, D, F. Đúng không? Em cố gắng nhìn ha. Nhưng cái này thì bạn nào yếu yếu là nhìn hơi khó đó. Rồi tiếp tục. Cái này. Đấy. Và cái này. Đó là M, B, I và X, D, I. M, B, I và X,
DA. Tiếp tục cái vòng còn lại thôi, vòng cuối cùng này thôi. Đấy, chúng ta cứ biết bo làm sao cho đủ hết bốn cái vòng này là được. Chúng ta có được cái gì? Y, B, Q. Y, B, Q. Mình cố gắng mình nhìn là ra thôi, dễ, cũng dễ mà. Y, D, T. Đấy, như vậy thì chúng ta có được một đường thẳng đầu tiên và mình có được bao nhiêu cặp rồi? 4 cặp, đúng chưa? Rồi, ok, coi như chúng ta xong cái này. Bây giờ chúng ta tới cái đường thẳng tiếp theo. Mình cũng làm y chang là nó ra đường thẳng này. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta có được cái A này này, đúng chưa? 45 độ này và góc này. Đấy. Đó là ZET và ZAQ. Thầy kể cũng chậm rồi đó nha. Các em cố gắng quan sát ha. ZET và ZAQ. Tiếp tục. Đây. Và đây. Đó là T E N và Q A N. T E N. Tất nhiên đó là góc nha các em. Và T E N này và Q A N. Tiếp tục. Góc này. Góc này. Thầy ký hiệu khác nhau đó các em nha. Đó là gì? N A X N A M. N A X và N A M. Và cuối cùng. Đấy. Đấy. Đó là M A Z X E Z. M A Z và X E Z. Rồi, ok, như vậy thì chúng ta có được 8 cặp đúng không? 2 này, 4 này, 6, 8, đủ. Và rõ ràng đó là đúng. Nhớ là đủ thôi chưa nha, phải đúng rồi nha. Nhưng mà chúng ta xong câu A. Chúng ta xóa những câu A đi cho các em dễ nhìn câu B. Câu B. Tìm số đo các góc BAC. B A C và số đo của góc CDE, CDE. Đây, BAC là góc này. Và CDE là góc này. Rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta có được gì? Mình nhìn nè. MQ song song với XT rồi thì cái góc B và cái góc D chỗ này là hai góc ở vị trí gì? Mình khoan hãy nói về góc A ha. Góc B và góc D ở vị trí gì? Có phải là hai góc xoay lại trong. Mà hai góc xoay lại trong sẽ như thế nào với nhau? Bằng nhau, đúng không? Đấy, nên là góc này cũng là bao nhiêu độ? 37 độ. Nó đơn giản vậy thôi. Nhìn được cái hình nó ra hả? À, nhưng mà mình phải nêu nha, vì các em không vì mà cái MQ song song với XT là sai. Vì MQ song song với XT nên C, góc C, D, E. Sẽ bằng với lại góc B. Và bằng 37 độ. Hai góc so lẻ trọc. Rồi như vậy mình tìm được một góc này rồi. Tương tự như vậy. Bây giờ khi nãy chúng ta nêu được hai cái góc này bằng nhau rồi các em. Góc này 37 độ tìm được rồi thì xóa đi cho dễ nhìn. Cái góc này này. Khi nãy có phải là chúng ta có được cái góc
ZAT. Đấy, ZAT này đồng vị với góc gì? ZAQ. Đúng không? Tức là góc này. Đấy, nên rõ ràng hai góc này là ở vị trí đồng vị, mà hai góc này vị trí đồng vị thì góc này 45 độ thì góc này cũng là 45 độ vì MQ song song với T mà. Đúng chưa? Rồi, tương tự mình cũng ghi lại lần nữa. Vì MQ song song với T nên góc nào? CAB hoặc là BAC nó sẽ bằng với lại góc A. BAC sẽ bằng với góc A và bằng 45 độ hai góc đồng vị. Ok, như vậy thì chúng ta xong câu B ha. Rồi, tiếp tục câu C. Bạn Nam cho rằng qua điểm C kẻ một đường thẳng song song với MQ và XT thì sẽ tính được số đo góc BCE. BCE bằng 82 độ. Theo em, bạn Nam nói đúng hay sai? Đó. Bây giờ để biết đúng hay sai thì mình cứ kẻ ngang qua thôi. Rồi mình tính thử. Rồi, bạn nói là kẻ một cái đường thẳng qua đây. Và cái đường thẳng này nó song song với đường thẳng MQ và cũng song song với lại đường thẳng XT. Thế thì mình tính y chang như cái bài số 4 khi nãy kìa. Mình tính thử ha. À, song song với nhau nên mình có được cái góc này sẽ bằng với lại góc này, đúng không? Hai góc này này. Góc B sẽ bằng với lại góc này thì cho gọi là góc C1 đi. Ở chỗ này thì cho C2 đi, thì dễ nói. Như vậy thì góc B sẽ bằng với lại góc C1 là hai góc và vị trí so le trong. Mà so le trong thì góc này sẽ bằng nhau, tức là bằng 37 độ. À, tương tự như vậy. Mình có được cái góc hai cái đường thẳng này song song với nhau thì hai cái này sẽ gì? Đồng vị với nhau, đúng không? Nó đường thẳng đi qua C này, song song với T. Nên là cái góc C2 cũng sẽ đồng vị với lại góc E. Nên là góc này cũng bằng 45 độ. Mà 37 cộng 45 thì ở đây sẽ bằng 82. À, như vậy thì rõ ràng đó là bạn Nam nói đúng. Rồi chúng ta thực hiện luôn ha. Mình đơn giản là mình tính để mình chứng tỏ bạn nói đúng thôi. À, thầy xóa cái câu A với lại câu B để thầy lấy cái bảng thầy làm câu C cho các em dễ nhìn. Rồi. Câu C. À, gọi đường thẳng đi qua C và song song với hai đường thẳng MT và MQ chứ và XT là OK đi ha. Chỗ này sẽ là OK. Đấy, OK đấy. Như vậy thì mình sẽ gọi chỗ này sẽ là O này và chỗ này sẽ là K. Thế thì rõ ràng mình có được cái OK song song với lại MQ và song song với XT. Đầu tiên ta nói lên cái song song với lại MQ trước để ta nêu lên hai góc so le trong cho nó bằng nhau trước. Rồi, V OK song song với lại gì? MQ. Nên góc B sẽ bằng góc C1 và bằng 37 độ. Hai góc so le trong. Ok không? Đấy. Rồi tương tự như vậy, mình cũng vi OK song song với XT nên OK này song song với XT nên cái góc C2 nó sẽ bằng với góc E bằng 45 độ,
hai góc ở vị trí đồng vị. Nên góc A nó sẽ bằng với lại góc C2 và bằng 45 độ. Hai góc đồng vị rồi. Thế thì C cái B C E này nó có phải sẽ bằng C1 cộng C2 đúng không? Mà góc B C E nó sẽ bằng C1 cộng cho C2. Phần này ta làm y chang như cái câu ở bài số 4 vậy các em. Hình như cái câu C bài số 4 này. Rồi, C1 bằng 37 độ, C2 sẽ bằng 45 độ và cộng lại là bằng 82 độ. Mà cái góc BCE mà bằng 82 độ thì rõ ràng bạn Nam nói đúng, đúng không? Vậy bạn Nam nói đúng. Rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng xong câu C bài số 5, tức là bài cuối cùng. Rồi, thì trong video hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục đến với gì? Sách tập 2 ha của bộ sách Cánh Diều toán 7. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video sau. Chúc các em học tốt.